Mến chào quý cô chú anh chị cùng quý nhà đầu tư đang xem kênh Nhà đất Bình Phước Quốc Hương nha. Thì hiện tại em đang có mặt tại ấp 3 xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nha quý cô chú anh chị. Vị trí em đang đứng đây là ngã 3 nha. Và ở đây là đường nhựa liên thôn, liên xã nha quý cô chú anh chị. Nói chung là hướng ngã 3 của mình là đường nào cũng thông qua các ấp của xã Thanh Hòa nha quý cô chú anh chị. Và ở đây có đường điện cáp wifi thì đầy đủ luôn ha. Thì em đang đứng ở đây thì có em dân cư xung quanh á, nó rất là đông ha. Và ở đây có tiệm sửa xe nè, quán tạp hóa cũng lớn lắm quý cô chú anh chị. Tập trung ở đây hết rồi nè. Đây có quán tạp hóa phía trong này quý cô chú anh chị, bán nước nữa ha. Và ở đây thì dân cư cái khúc ngã ba này thì rất là đông ha. Nói chung là tập trung ở cái khu này thì đông lắm. Và cái hướng tay em chỉ đây thì sẽ di chuyển vào khu tái định cư sắp làm nha quý cô chú anh chị. Phía trong á thì cũng mấy trăm lô á ha. Và cái hướng ngược lại thì cũng là thông qua các ấp của xã Thanh Hòa luôn nha quý cô chú anh chị, đường liên thôn liên xã ha. Và lô đất hôm nay em gửi đến quý cô chú anh chị thì cách cái ngã ba này chỉ có 80 mét thôi quý cô chú anh chị. Và ngay chỗ chiếc xe em đang để ha, cái hướng này ha. Và em xin kính mời quý cô chú anh chị dành chút ít thời gian để xem hết cái video của em ha, để biết cái lô đất hôm nay em gửi đến quý cô chú anh chị nó như thế nào nha. Và đây là đường vào đất của mình nè quý cô chú anh chị. Nói chung là ở đây thì diện tích của một người thì nó khoảng 5 sào. Đến hơn 5 sào ha, nên nhìn nhà cửa nó rất là thưa luôn. Với lại cây cối mọc tùm quá nên nhìn qua thì thấy ít nhà lắm quý cô chú anh chị. Và bây giờ em đã đến cái lô đất mình rồi nè. Cái lô đất của mình thì mặt tiền đường nhựa luôn quý cô chú anh chị, đối diện đất là có trụ điện luôn rồi ha. Đó là đứng đây là mình thấy các cái nhà dân ở cái phía ngã ba hồi nãy em đứng đó quý cô chú anh chị. Đó, đứng đây là nhìn ra đó thì chỉ có 80 mét thôi ha. Và lô đất của mình thì nói chung là ở đây thì rất là rẻ đó quý cô chú anh chị. Nói chung là dân cư thì xung quanh mặt tiền đường nhựa. Mà hôm nay thì chủ gửi em bán một lô đất là 10 mét mặt tiền nhựa, dài 35 mét và có sẵn 100 thổ cư, chỉ với giá là 270 triệu thôi quý cô chú anh chị. Và bây giờ em di chuyển lại cái lô đất của mình để cho quý cô chú anh chị xem rõ hơn ha. Rồi, lô đất của mình thì ngay phía bên tay phải em đây nè quý cô chú anh chị. Và có cọc rào sẵn hết rồi ha. Ngay cái chỗ tay em chỉ ha, là dài ra sau là 35 mét. Và kéo qua bên này là 10 mét là ngay cái cọc này nè quý cô chú anh chị, trụ bê tông ha. Và nói chung lô đất của mình thì chủ có kéo lưới kẽm gai hết rồi ha. Nhưng mà do chủ ở xa thì chưa có phát cỏ hết á, thì nhìn nó rất là tùm nè quý cô chú anh chị. Em sẽ di chuyển vào trong đất là để chỉ cho quý cô chú anh chị cho rõ ha. Đất của mình hiện tại thì chất đất là chất đất đỏ ba xanh nha quý cô chú anh chị. Thì mình cũng có thể là trồng một ít cây ăn trái trên đất để giữ đất cho mình cũng được ha. Đây là có hàng rào kẽm gai nè, trụ bê tông, kéo lưới kẽm gai, nói chung là cũng đầy đủ hết rồi ha. Đây cái lô đất của mình thì nói chung là cỏ nhiều nên em phải đi kéo vào cái lô kế bên này quý cô chú anh chị. Nói chung là hiện tại đất của mình thì nó bằng ha, bằng phẳng và thấp hơn đường một xíu thôi quý cô chú anh chị. Nhưng mà trong đất của mình rất là bằng và không có vướng quy hoạch ha, không vướng tranh chấp và không có mồ mả gì ở trên đất hết ha. Và đất của mình thì giáp với cái đuôi cao su ở sau này quý cô chú anh chị, là 35 mét ha. Và lô đất của mình thì nếu di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng chừng là 159 km thôi quý cô chú anh chị. Từ Bình Dương di chuyển lên thì khoảng 112 km ha. Và từ Đồng Xoài di chuyển lên trên vị trí đất thì khoảng 75 km. Cũng là tùy vào vị trí của quý cô chú đang ở đâu ha. Thì nếu quý cô chú anh chị có yêu thích cái lô đất này thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0967 557 282. Em sẽ gửi thông tin, hình ảnh và vị trí sổ sách của lô đất qua cho quý cô chú anh chị mình tham khảo xem có phù hợp với cái nhu cầu của mình hay không ha. Và lô đất của mình thì có sổ sẵn cầm tay, công chứng trong ngày được luôn nha quý cô chú anh chị. Thì lô đất của mình nếu mà di chuyển ra trung tâm thương mại chỉ có 3,5 km thôi quý cô chú anh chị. Đường nhựa thì hành lang lộ giới là 6 mét ha. Và
10m, dài 35m, có sẵn 100 thổ cư, chỉ 270 triệu thôi. Thì quý cô chú anh chị nếu mà yêu thích nhớ liên hệ với em ha. Và em xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian xem hết video của em nha. Tạm biệt quý cô chú anh chị và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những video tiếp theo. Nhớ cho em một nút like, đăng ký kênh giúp em nha và chia sẻ video giúp em nha. Tạm biệt quý cô chú anh chị.